Bây giờ chúng ta sẽ đến với thách đố đầu tiên. Xin mời các bạn nhìn về màn hình LED. Rồi, leo vô. Vi, xin mời em đã bấm hãy điền cho chúng tôi biết. Nên anh lùi bước về sau. Nên anh lùi bước về sau. Nên anh lùi bước về sau. Mà em phải hát thì em mới điền vô được. Đang mời em điền. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rồi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Xa. Cái là Vi hát là bài thành một bài mới. Một bài mới em ơi. Được rõ hơn. Được rõ hơn. Và đó là đáp án chưa chính xác. Không chị, chị phải nói đây là một đáp án rất lạ. Em nghĩ trong đầu được mà sao em hát nó kỳ. Mời Oanh, em có đáp án không? Dạ, âu yếm hơn. Âu yếm hơn. Và đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa. Âu yếm hơn, cả một sông bóng trắng thu bé lại vừa bằng một cô gái. Vâng, một điểm dành cho Nguyễn Kiều Anh. Chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu bài hát tiếp theo. Xin mời ạ. Bám. Mời Nguyễn Kiều Anh. À, tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên nào kia trời. Gần lắm, xa vời vời. Tôi thanh xuân cũng như mây trời. Còn cái lối về quanh có chợt như bước chân tôi về. Có còn hôm qua ở đó. Lắm rồi. Chốt ạ. Chưa chính xác. Mời Từ Vi. Bạn cũng biết nè. Đọc cũng được, vô chữ là được. Đây. Gọi những bình yên nào ghé thăm. Sai. Ngưng cái đó được rồi. Và cả hai bạn đều không chính xác. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên nào ghé chơi. Cơn lắm, gần lắm sao vơi vơi. Tôi thanh xuân xuân quá tiếc, quá tiếc. Và bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo. Xin mời. Vi biết bài gì mới sợ á. Mời Tường Vi. Vượt qua ngọn sóng, vượt qua đại dương, vượt qua cả những núi cao thiên đường. Rồi luôn. Dẫu cái gì? Đổi người đi. Cho em chơi đi. Cái bài này em không có biết. Không có biết mà sao trả lời mạnh mẽ vậy? Sao mà bác kệ đi, em dở nhưng mà em nhanh. Ráng điền cái từ cuối nữa, dẫu gì. Dẫu có nói bao điều. Rồi sao nữa? Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Chốt không? Chốt. Sai. Lẹ làng lắm. Quanh. Ý là em cũng còn phân vân từ cuối. Vượt qua ngọn núi. Sống. Rồi. Sống hả? Còn nhắc bài người ta sai mà còn nhắc bài vượt qua đại ta dương đúng. Dẫu có. Dẫu có đúng. Chốt không? Chốt chứ giờ còn đáp án mà tốt dạ hơn. Và đó là đáp án chưa chính xác. Tiếc nữa. Dạ vâng, xin mời bài hát gốc. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua những ngọn mây thiên đường. Dẫu có đôi bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả. Bây giờ cho em cái bài nào mà em biết đây, đi. Đây, bài này em biết. Bài này em biết. Xin mời. Căng quá vậy. Trời ơi. Trời quan. Để mình nói cho mà nghe, tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cha xót mẹ, thôi thì mặc phận đời mình chơi thương vơi. Thương gì ạ, à? Thương gì ạ? À? Thương cha xót mẹ, thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Còn câu cuối nữa. Để mày nói cho mà nghe, Tết năm nay mày vẫn còn trẻ, xuân đương tới rồi nên mày cũng muốn đi chơi. Chốt không ạ? À? Chốt. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Tới rồi. Để số mẹ thôi thì mà còn đời mình chơi với. Đổi lại chơi đi, không chơi nữa. Này mà quanh không trả lời là Vi cũng không trả lời không có được. Vi ơi, cố lên. Rồi chúng ta cùng đến với giai điệu tiếp theo. Chơi đi nha Vi ơi, chơi đi nha Vi. Đó, Vi ơi. Vô nè, cố lên nè. Ngày ngày Tường Vi đi nè.
Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu gì. Tình yêu, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, tình yêu những đứa trẻ con thì mọi người nhanh quá, đâu biết đâu nghĩ đâu nghĩ đâu nghĩ nghĩ gì nghĩ nghĩ đâu... cái gì nghĩ gì đã... anh nói cho em nghe, em đúng hết rồi, chỉ còn đúng một từ cuối thôi. Cố lên lên. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha. Hát lại chi vậy trời? Mọi người mắc cười quá, em phải hát lại em mới vô cái nhịp được. Một người nhanh qua đâu nghĩ. Gieo tương tư đến dài như thế. Vy ơi, thật sự luôn á, mỗi lần mà em hát là chị rất là muốn là em đúng, là tại vì chị thấy cái sự chân thành của em trong mỗi ca từ. Và đó là một đáp chính xác, chúc mừng. Mừng quá. Chàng trai mơ vơ từ xa, trong tim hụt thơm như mơ một thứ gì. Vy ơi, em rất là em cố gắng. Em xúc mồ hôi hột. Thật sự, một điểm này là một điểm dành cho cả tâm huyết của em à. Thật sự là như vậy. Chúng ta cùng đến với giai điệu tiếp theo, xin mời. Ai bấm vậy? Đó. Em. Rồi rồi, đi qua đây ngồi. Em. Ngoài trời mưa rơi tháng sau, trong lòng dương máu, muốn đi cùng khi biệt ly, mà mấy nào đâu. Cái câu đó em biết á. Mà những hoang tàn nỗi đau đúng không? Mà những hoang tàn nỗi đau đúng dương không? Chữ, đúng dương chữ, dương chữ, đúng dương chữ, không? Chữ, đúng chữ. Mà em hay hát bài này lắm. Em hay hát bài này lắm. Em hay hát lắm. Mà cái câu đó quên rồi. Cái câu đó quên rồi. Hết giờ đi. Chưa chính xác. Ngoài trời mưa rơi tháng sau, trong lòng rất mau, những hoang tàn nỗi đau, muốn cùng đi đến khi biệt ly, mà anh nào đâu mấy khi. Chưa chính xác. Ngoài trời mưa rơi tháng sau, trong lòng rất mau, những hoang tàn nỗi đau, muốn cùng đi đến khi biệt ly. À, với bài hát vừa rồi thì không ai có điểm cả. Chúng ta sẽ đến với bài hát tiếp theo, xin mời. Lại là Vy Oanh ơi. Em hát tới đâu là anh chốt luôn tới đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hôm người vội vàng lướt qua, dường như chúng ta hay quá thế thôi. Như chúng ta thế thôi. Đáp án này em bấm em cũng không đoán được luôn. Đáp án của Tường Vy là đáp án sai quá trời sai. Sai hả? Sai quá sai. Quanh rồi. Có kết quả không? Quanh kết quả không em? Em không đoán được đâu. Chúng ta cùng nghe kết quả. Không phải là lướt mà là bước. Không người thôi chứ không phải lòng người. À, chiếc hôn thế thôi. Chỉ kia chiếc hôn thế thôi. Như ta đang mong vậy thôi. Người nghẹn ngào bước đi, chợt như chúng ta quay về. Chúng ta đến với bài hát tiếp theo, xin mời. Đây là bài Tình yêu diệu kỳ. Bài này dễ thương lắm, bài dễ thương lắm. Bấm đi, chúng ta sẽ có 5 giây để bấm. 5 Phơi Vy, mai đây khi nắng lên, hát nào Vy. 2 Mai đây khi nắng lên, ta nắm tay bước trong cuộc đời. Sai, về. Mời Oanh. Mai đây khi nắng lên, ta nắm tay bước trên con đường. Sai. Rồi ngưng. Hai người này không có kết quả chính xác. Chúng ta cùng nghe đáp án của chương trình. Vô. Khi nắng lên, ta nắm tay bước trên đường dài. Hey, đưa nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Những giang luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Kiều Oanh. Và bây giờ sẽ là bài số 9, xin mời. Người lạ ơi nha. Người lạ ơi. Mời Kiều Oanh. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Có đáp án không ạ? Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn. Rồi, bánh. Muộn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Người lạ ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi. Yo. Một liều quên lãng để rồi thanh thản. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn. Mượn gì? Cố lên. Hết giờ, mời Tường Vy.
đón đúng cái cuối thôi, đón đúng cái cuối thôi. Xin mừng bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá người la ơi. Vô, có vẻ vô. Xin cho tôi mượn nụ hôn, từ nụ hôn mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá người la ơi, người la ơi. Thôi là chữ nè. Người la ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người la ơi, xin cho tôi mượn niềm vui để lần yêu đôi này là lần cuối thôi. Chúc mừng. Đã ra đáp án rồi. Lên. Người la ơi, xin cho tôi mượn bờ vai, lừa đầu gục ngã về mọi bên qua. Người la ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Người la ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người la ơi, xin cho tôi mượn niềm vui. Ai hiểu. Thiết nghĩ là chúng ta nên cắt cái câu cuối này để thi thôi. Tại vì hồi nãy là hai điều. Hai điều và câu vâng. Này là sẽ là câu quyết định. Và chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu tiếp theo, xin mời. À biết rồi. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mỗi tình nàng khóc cho lắm, mình lắm. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ. Dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình nàng khóc cho mình. Phần thắng đã thuộc về Nguyễn Kiều Oanh. Thắng gia đình tự hào về em. Vâng, và Oanh thân mến, đây là phần thưởng dành cho em ngày hôm nay. Anh biết em cũng đã rất là khó khăn để chiến thắng Tường Vi. Đây là một đối thủ thật sự rất đáng gờm, đáng gờm. Và xin mời em mở phong bì của mình ra. Và đó là... Trời ơi, em 50 ngàn hả? 50 ngàn đồng. Rồi, cảm ơn Nguyễn Kiều Oanh đã đến với chương trình